Hello, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giới Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu Mai các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là em quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giới Chỉ Thiên tại khu vực Cồn Châu Mai, Hồng Ngự, Đồng Tháp nha các bạn. Thì hiện tại khu vực ớt của em thì nói chung là cũng gần hết rồi các bạn, còn một hai đám mà nhổ và người dân nhổ và trồng bắp lại hết rồi. Thì do đợt trước giá cả nó không có cao thì người dân đã bỏ ớt mà để trồng lại tỉa lại bắp hoặc là trồng một số cây nông sản khác rồi các bạn. Thì em chủ yếu là hỏi giá của thương lái của dừa ở đây, giá sao báo vậy, em để em báo cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo thôi ha. Thì giá ớt thì nói chung là tùy nơi, thì khu vực cũng có giá cả khác nhau. Thì em chủ yếu là quay và cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo, chia sẻ giá cả ở đây cho mọi người cùng tham khảo thôi. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào á có trồng ớt hay là có bán ớt ở đâu á thì cũng vui lòng, có biết giá ở đâu vui lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo nha các bạn. Thì quay trở lại tình hình giá ớt Chỉ Thiên hôm nay ở tại khu vực Cồn Châu Mai, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì quay trở lại tình hình giá Chỉ Thiên chiều hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2022, thì thương lái có mua và trả giá ớt tại khu vực Cồn Châu Mai, Hồng Ngự, Đồng Tháp thì với giá dao động tầm khoảng từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng trên ký nha các bạn. Cụ thể thì đối với ớt giá cổ 2 thì thương lái mua đây với giá dao động tầm khoảng từ 50.000 đến 58.000 đồng trên ký. Còn đối với mặt hàng ớt cổ 1 thì thương lái mua với giá dao động tầm khoảng từ 59.000 đến 65.000 đồng trên ký các bạn. Còn đối với hàng xuất khẩu, ớt tơ đẹp, ớt nách xuất khẩu, hàng xin thì giá dao động tầm khoảng từ 66.000 đến 70.000 đồng trên ký các bạn. Chủ yếu thì em quay và chia sẻ cho anh chị các bạn cùng tham khảo giá cả ớt tại khu vực Cồn Châu Mai các bạn. Thì còn giá cả ớt thì nó tùy theo khu vực mà tùy từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái mà cũng như từng khu vực mà có giá cả khác nhau. Thì em chủ yếu là quay và chia sẻ cho mọi người và các bạn cùng tham khảo giá cả ở giá ớt Chỉ Thiên ở Cồn Châu Mai các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nào có xem video có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì cũng lòng bình luận bên dưới video ha, để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng nơi các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.